Đầu tiên em đeo cho mình màu trắng. Form này là form hình tròn oval cho nên là sẽ phù hợp với những người có mặt vuông hoặc là mặt chữ nhật. Rồi tiếp theo màu này sẽ là màu nâu sữa nha. Đây là màu đỏ nha mấy chị ơi. Mẫu này nam nữ đều mang được luôn.